Ngay từ nhỏ tôi vẫn luôn tin rằng mình sẽ là một ngôi sao tỏa sáng. Nhưng khi cái định mệnh ấy chưa tới thì bạn vẫn phải làm những công việc tạm thời. Chào thầy Quang, tôi tên là Bần, biệt danh là Rái Cá. Tôi muốn thầy làm quen với mọi thứ. Thợ đụng là thợ gì? Là đụng gì sửa nấy. Thế sao không sửa cái nét lại? Như là nông. Mấy đứa nhỏ đây là tuyệt vời luôn, dễ thương mà văn minh nữa thầy. Bữa nào ai? Trời ơi, cái đám quỷ này. Lớp đợt này đông hơn lần trước. Này, không biết chào hỏi ai à? Tên gì? Dạ, cô ấy. Thầy ơi, nó không ngu lắm á. Tập trung này, 8 trừ 5 bằng... Dạ, bằng 5. Em là Hến, em sẽ là lớp phó kỷ luật. Nhưng mà thầy, nó mít ướt như quỷ á. Thầy ơi, nó có giá hay mấy chứ? Không thể tin nổi. Cái hồn đào quỷ của mọi người sẽ giết chết ước mơ, khát vọng của tôi. Thầy hoài không thích ấy giờ, nhưng học ngu đâu. Sao? Tại mày mà thầy mới ghét tụi tao á. Hòn đảo này cần một người thầy giáo đến mức mà lúc nào ba tôi cũng nghĩ là con rể của ổng phải là thầy giáo mới được. Được á, xem tiếp đi.